Ngọc Chiến là một xã vùng cao thuộc huyện Mường La, cách thành phố Sơn La khoảng 80 km. Đây được ví như miền quê cổ tích, là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng ở vùng Tây Bắc, với những nét đẹp nên thơ, nguyên sơ và đậm đà bản sắc, cùng sự giản dị, chân thành, mến khách của người dân nơi đây. Em vẫn thấy mọi người gọi nơi này là miền cổ tích Ngọc Chiến. Tại sao lại gọi với cái tên gọi như vậy ạ? Cái miền cổ tích này nó cũng có cái tích của nó. Tức là ngày xưa thì các cụ gọi ở đây là Mương Chiến. Nhưng mà sau đó thì các cụ lên trên đây thấy là cái khu đất này rất là đẹp. Người ta đổi từ cái Mường Chiến thì người ta đổi thành Ngọc Chiến. Tức là người ta tôn thờ cái miền đất rất là đẹp. Trong các bài viết thì có một tác giả đặt cho nó là Ngọc Chiến miền cổ tích. Và từ đó thì nhân dân ở nơi đây và lấy cái từ Ngọc Chiến miền cổ tích làm trong cái tích của vùng này. Tại sao em thấy ở bản này là nhà nào cũng có những cái bức tường đá ấy ạ? Năm 2021 thực hiện cái chủ trương của huyện ủy, tất cả các cái bản ở đây là xây dựng các cái sản phẩm du lịch. Và trong đó là tường đá và trồng hoa là một trong sản phẩm du lịch để phát triển cho từng bản một. Và đối với bản Phày của xã Ngọc Chiến này là cái bản đầu tiên để làm cái tường đá này và trồng hoa trên tường đá. Đây là bể cá cảnh, cá koi. Người dân còn xử lý cái nước này để đảm bảo đủ điều kiện để nuôi cá. Đó là người ta phải ngâm với lá chuối. Nước này bây giờ tương đối là sạch rồi để đảm bảo cho cái việc nuôi cá koi. Được. Thì người ta xử lý tại sao người ta ngâm chuối? Bởi vì là ngâm chuối để cho toàn bộ cái xi măng này, cái vôi này này. Thì nó khử hết cái độc đi để đảm bảo điều kiện để nuôi cá. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chỗ thờ thần cây gạo. Thì đây là cái thờ tổ của bản Phày, thờ cây gạo. Và xây dựng cái nhà thờ này của năm 2021 và người ta khánh thành vào cuối năm. Và toàn bộ cái này là vật liệu của người dân đóng góp và người dân tự thiết kế. Đối với văn hóa của dân tộc Thái Trắng thì thờ thần vật. Cho nên là ở đây thì người ta thờ thần cây gạo. Chung quanh tất cả toàn bộ được làm bằng đá ấy ạ? Đá với gỗ là theo cái thiết kế của cộng đồng của người dân. Thì người ta cũng thiết kế hoa lá cành, tức là cây cỏ của địa phương. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là bông hoa, rồi cỏ cây, tức thứ. Rồi tất cả những cái này là người dân tự xây dựng. Thì bà con mới sửa lại hồ này và đây thả rất nhiều cá đấy, cá rất là to. Và xung quanh thì trồng cỏ voi. Đây có một cái giống cỏ voi ở đây là bà con chăn nuôi trâu bò. Hiện tại bây giờ là đang có cái chủ trương chăn nuôi nhốt. Trên người ta trồng cỏ voi để cắt về để nuôi trâu bò. Trâu bò ở đây là rất hợp với cái khí hậu ở đây, rất là lớn, rất to. Và ngày xưa là cái lễ chọi trâu ở Hải Phòng ấy, chủ yếu là mua trâu trên này. Miền quê cổ tích là danh từ mà nhiều du khách đã nói về Ngọc Chiến khi tới đây tham quan và trải nghiệm. Ngoài sở hữu những phong cảnh vô cùng tuyệt đẹp, thì nơi đây còn mang trong mình một câu chuyện tình vô cùng tuyệt đẹp và lãng mạn của đôi trai gái xưa. Chuyện tình của họ cũng chính là cội nguồn của một Ngọc Chiến ngày nay. Ngọc Chiến, ngoài những cái phong cảnh đẹp thì em còn biết là nơi này còn nổi tiếng bởi một câu chuyện tình yêu được xem là cội nguồn của Ngọc Chiến ạ. Anh có thể kể cho em được không ạ? Truyền thuyết các cụ ở đây có kể lại thì hai cái cây này là cây đôi tình yêu. Và trong tiếng Thái thì tiếng Thái trắng là cây lắc mương. Lắc mương tức là cây mà ở cuối bản câu chuyện của đôi trai gái này thì các cụ có kể lại là ngày xưa một anh người ở cho một gia đình tạo phìa. Tạo phìa tức là vua của một mường đấy, Lai Châu bây giờ đấy. Tạo phìa có một cô con gái rất là xinh và sau đó thì hai người có nảy sinh tình cảm và yêu nhau. Thế nhưng mà do gia đình không môn đăng hộ đối cho nên là cái sự phản đối của gia đình tạo phìa để thể hiện tình yêu của mình thì hai đôi đã bỏ trốn từ trên Lai Châu đấy. Đi thuyền đến chỗ Là Lo tức là chỗ thủy điện Sê La thì thuyền bị mắc ở đó. Không đi tiếp được nữa. Đôi trai gái này cùng với người hầu là đi bộ từ chỗ Là Lo lên đến chỗ đất này là 30 ngày. Cho nên là tại sao này ở đoạn giữa chúng ta có một cái dốc nó gọi là dốc Xám Xít, nó gắn với câu chuyện của đôi trai gái. Và người ta đi vào đến đây người ta thấy là cái vùng đất này rất là đẹp và người ta đã ở đây và khai hóa và sinh sôi nảy nở ở cái vùng đất Ngọc Chiến này. Từ đó thì bản làng có chọn hai cái cây này làm cái biểu trưng cho tình yêu đôi lứa của đôi trai gái đó đến đây để gây dựng cái quê hương Ngọc Chiến ngày nay. Đây là hợp tác xã thủy sản Ngọc Chiến. Tại đây đang nuôi một loại cá chép với tên gọi rất lạ,
đó là cá chép lưng gù. Hướng tới đây thì xã cũng như là huyện sẽ thúc đẩy phát triển mô hình nuôi cá này nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là phát triển du lịch nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho bà con nơi đây. Cá chép lưng gù là một trong đặc sản của Ngọc Chiến, cũng như là các loại cá bình thường, cá chép bình thường. Tuy nhiên là nuôi ở dòng suối Ngọc Chiến này và thủy điện Ngọc Chiến này thì cá có xương rất là mềm, thịt rất là ngọt và thơm và được du khách rất là yêu thích.